Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với trung tâm sửa chữa đàn organ nhạc cụ Mitumi. Ngày hôm nay các bạn biết mình đang xách cái gì trên tay không? Nặng không các bạn? Vâng, nặng thật. Đây là 22 chiếc Ben 4 chiều MTP 4S do Mitumi sản xuất. Ngày hôm nay mình sẽ làm một vlog, sẽ đi giao 22 chiếc Ben này cho anh Trần Khánh. Anh Trần Khánh các bạn thường biết đến ở trên YouTube với kênh Trần Khánh Production. Thì không để các bạn phải chờ lâu, ngay bây giờ bọn mình sẽ đi giao. Ngày hôm nay đồng hành cùng mình đi giao Ben đó chính là anh Tuấn Ròn. Bây giờ bọn mình sẽ từ trung tâm Mitumi ở quận 10 đi giao cho anh Khánh ở quận Bình Chánh nha các bạn. Chúng ta cùng lên xe nổ máy nào. Bye bye. Sau hơn 45 phút thì tụi mình cũng đã có mặt tại nhà anh Trần Khánh nha các bạn. Sài Gòn hôm nay trời mưa và kẹt xe nên hai đứa mình đi rất là lâu, các bạn có thể thấy đây. Hai đứa mình đã dầm mưa đi. Bây giờ mình sẽ giao Ben cho anh Khánh nha các bạn. Mình sẽ đưa Ben cho anh Khánh nha. Anh Khánh ơi. Đấy, em cho anh Khánh. Dạ, em lên Mitumi em cho Ben cho anh Khánh đây. Rồi, bây giờ mình sẽ vô nhà anh Khánh nha các bạn. Rồi. Đây là anh Trần Khánh nha các bạn. Trông trên YouTube vậy chứ ra ngoài đời đẹp trai lắm các bạn. Rồi, mình sẽ giao Ben Trần Khánh nha. Bên Mitumi em giao cho anh Khánh Ben ạ. Dạ, rồi. Đủ không? Rồi, dạ 22 cái đen thôi. Anh Khánh có bán đàn guitar này cũng như là đàn organ. Đặc biệt nếu các bạn thường xuyên theo dõi trên kênh YouTube của anh Khánh, chúng ta có thể thấy những bài giảng, những giáo trình dạy âm nhạc. Thì anh Khánh có nhận đào tạo nhạc công đi show cũng như là đào tạo nhạc công chuyên nghiệp. Nếu các bạn muốn trở thành một nhạc công chuyên nghiệp hoặc là đi show để kiếm thêm thu nhập thì chúng ta có thể liên hệ đến anh Khánh. Đây, đây là nhân viên bên mình cùng anh Khánh sẽ kiểm tra Ben. Khi mua hàng ở Mitumi, nếu hàng bị lỗi các bạn có thể đổi trả. Còn sản phẩm Ben của bên mình sẽ bảo hành 2 năm cho các bạn. Đây là phu nhân của anh Khánh nha các bạn. Hôm nay đến giao Ben nhưng mà lại được anh Khánh đãi rất là nhiệt tình nha các bạn. Nước nè, bánh nè, trời ơi tuyệt vời của anh Khánh ạ. Ăn từ từ đấy ông, ăn chi ăn ghê đó. Ăn ngon mà. Ăn từ từ đó ông nghẹn đó nha. Bây giờ thì tụi mình cũng phải đi về thôi. Muốn ở lại chơi với anh Khánh lắm nhưng mà phải đi về, còn nhiều khách để đến giao là các bạn ạ. Thì bên Mitumi cũng xin cảm ơn anh Khánh rất nhiều đã ủng hộ Mitumi, đặc biệt là ủng hộ sản phẩm Ben 4 chiều. Xin chúc anh Khánh đông học trò nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn anh Khánh nha. Chào Khánh chị em về. Như vậy là vlog giao Ben 4 chiều của Mitumi đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm Ben 4 chiều của Mitumi, các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo 0936 229 022 gặp anh Tuấn để biết thêm thông tin chi tiết. Thay mặt Mitumi, mình xin gửi những lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các bạn đang theo dõi và đã ủng hộ Mitumi trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại trong những vlog tiếp theo. Bye bye. Hãy nhấn like nếu các bạn thấy video clip này có ý nghĩa và đừng quên nhấn subscribe để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng các dòng đàn organ cùng những chia sẻ thú vị khác xoay quanh công nghệ đàn điện tử. Mitumi Media xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Goodbye.